Sư xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng đến với một game show hoàn toàn mới tại Việt Nam mang tên Bất Thầy Ẩn Danh. Rồi sao? Sao coi coi. Đóng lại. Trời ơi, nghe mới. Dạ mà xuống năm là ngủ đúng rồi. Từ ngủ luôn nha. Đem về nhà coi luôn đi. Cảm giác lúc anh sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sao có thể nào. Vẫn chưa hiểu luôn. Trời ơi, trời ơi. Lạc Long Quân và Âu Cơ gặp nhau ở đâu? Phố đi bộ quận 11 là Hồng Thanh ơi, là Hồng Thanh. Quận 11 luôn. Quận 11 luôn. Nó chứa tâm phú không biết gì. Đây là một cái game chung đồng đội mà có những nhân vật như bà Tiền. Tụi mình cứ dễ xài đó. Được. Bà làm tùm lum một lát xe bét nữa nè. Trắng vàng là có con trang thôi đó. Đây nè, vàng ơi, vàng ơi kìa. Em đang nghi vấn là nghiêng về. Suy nghĩ. Bên đó. Sao bên đó? Chị đọc gợi ý xong chị có cái suy nghĩ gì chứ? Nghi ngờ là Nhu. Tại Nhu rất là kiệm lời, không nói gì hết. Mà giờ xong này suy nghĩ lại. Ta suy nghĩ là Ẩn Danh là đây nè. Đúng. Cái gì với bà? Các bạn phải thật sự là tinh ý. Bởi vì là với những sự gợi ý này chưa chắc gì là đúng. Quý vị thân mến, giây phút hồi hộp đã tới. Chúng ta sẽ cùng với luồng sáng của chương trình đi tìm bậc thầy Ẩn Danh.